11 môn đệ đi tới miền Galilee, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần nói với các ông: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho môn nhân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền lại cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Đó là lời Chúa. Cộng đoàn phục vụ thân mến, ngày 30 tháng 9 năm 2018 vừa qua, con được tham dự nghi thức xuất phát truyền giáo lần thứ 149 kể từ năm 1876 cho tới ngày hôm nay. Trong số đó gồm có 25 anh em Salesian, các linh mục, sư huynh tương giáo, và trong đó cũng có 3 người anh em chúng ta là Thầy Bảo, Thầy Gương và Thầy Ca Chí. Ngoài ra cũng có một số anh chị em giáo dân tình nguyện đi truyền giáo và 10 sơ con cái Đức Mẹ phù hộ các gia hội. Một nghi thức rất quan trọng và rất đầy ý nghĩa, đầy tình cảm. Trong bài tin mừng, mà cũng là bài tin mừng chúng ta vừa nghe hôm nay, cho đến trên cả nhắc nhở cho chúng ta là người Salesian thuộc về mọi thành phần của đại gia đình Salesian. Anh chị em hãy nhớ điều này. Hai điểm, hai khía cạnh của ơn gọi Salesian là giáo dục giới trẻ và truyền giáo. Và anh chị em hãy nhớ truyền giáo bằng giáo dục và giáo dục khi truyền giáo. Đây là một sứ mệnh rất lớn mà Don Bosco để lại cho chúng ta là con cái của Ngài. Và khi chia sẻ bài tin mừng hôm nay thì cha vị trí cả đã nhắc nhở cho chúng ta Đức Giêsu Kitô đã từ cõi chết sống lại, và Ngài muốn chúng ta, những người Salesian, hãy đem lại sự sống mới cho thế giới hôm nay, cho người trẻ hôm nay, bằng việc loan truyền tin mừng lời Chúa và bằng việc giáo dục giới trẻ, nhất là những trẻ em nghèo khổ và bị bỏ rơi. Cho vì trên cả nhắc lại ý tưởng đó khi hướng tới Tổng Tu Mình 28. Chúng ta là loại người Salesian nào cho giới trẻ hôm nay? Và Ngài đã trả lời là những người cha, người thầy và người bạn của giới trẻ. Hãy đến với giới trẻ, nhất là những trẻ em nghèo khổ và bị bỏ rơi. Và chúng con nhớ ngày nào chúng con bỏ quên giới trẻ, không còn muốn đến với giới trẻ, không còn lo cho giới trẻ nữa,
chúng con là những người phản bội lại Don Bosco và đi ngược lại với lời gọi San Diego. Đó cũng là điều mà hôm nay khi con nói lại ý tưởng của chủ tịch trên cả thì cũng là một điều muốn nhắc nhở cả anh chị em cựu học viên chúng ta, những người thừa hưởng sự giáo dục của Don Bosco. Chúng ta là những người cựu học viên nào cho người trẻ hôm nay, cho thế hệ con cháu chúng ta hôm nay. Và chính vì vậy mà chúng ta được mời gọi đồng chia sẻ, đồng trách nhiệm và đồng cộng tác với những anh em Salesian trong thế hệ mới này, trong một tương lai, đặc biệt là trên quê hương đất nước chúng ta. Và trong nghi thức xuất phát truyền giáo, Chân Thị Chiên Cả đã dẫn những anh chị em truyền giáo đến trước mộ của Don Bosco, đến trước bàn thờ của Don Bosco, và Ngài đã nhắc nhở những anh chị em đó: chúng con hãy đặt tay trên con tim của chúng con và chúng con hãy thề với Don Bosco, thề nên cái vào thề với Don Bosco là chúng con trung thành trong sứ mạng cho giới trẻ, những giới trẻ nghèo. Chúng con là những người trung thành với ơn gọi Salesian và chúng con hãy là những người ở lại với Don Bosco trong sứ mạng giáo dục phục vụ Ngài. Con nghĩ rằng không cần phải diễn giải bài tin mừng cho bạn, nhắc lại cái sự kiện và lời của cha mẹ trên cả muốn nói với đại gia đình Salesian chúng ta hôm nay. Nhưng khi đọc bài tin mừng thì con lập tức nhớ tới cái hình ảnh rất cảm động và xúc động nữa khi nghe cha Atilio Scott, cha lớn, chia sẻ tâm sự với Ngài của Ngài cho chúng ta. Tâm hồn truyền giáo là cái gì? Thương là cõi lòng. Ngài đã sống hết lòng, hết tình. Và các bình trên truyền giáo của chúng ta cũng đã sống hết lòng, hết tình với giới trẻ Việt Nam. Cho nên nhắc tới cái đó, tâm tình đó, Ngài đã xúc động và đã khóc. Nhưng mà cõi lòng của một vị mục tử thì buộc Ngài phải quên đi những gì đã qua, ràng buộc cái tôi của Ngài lại, để rồi Ngài mở cõi lòng tự do hơn, thanh thoát hơn, để trọn vẹn cho giới trẻ Haiti. Và điều này làm cho chúng ta hiểu Chúa Giêsu sai các môn đệ đi truyền giáo thì cái yếu tố đầu tiên để trở thành là nhà truyền giáo phải là cõi lòng, phải là con tim mục tử. Và ngày hôm nay tu hội cũng mời gọi tất cả chúng ta hãy có cõi lòng của Don Bosco, hãy có con tim mục tử của Đức Kitô, để chúng ta biết lắng nghe người trẻ, chúng ta biết đồng hành với người trẻ, chúng ta hiểu được não trạng của người trẻ, chúng ta hiểu được văn hóa sống của người trẻ, chúng ta nắm bắt được ngôn ngữ của người trẻ, để chúng ta nên một với họ trong sứ mạng giáo dục. Không thể nào giáo dục được nếu chúng ta không hòa quyện nên một với người trẻ bằng con tim mục tử của chúng ta. Và đây cũng là sứ điệp cha Atilio Scott nhắc nhở cho chúng con là những người Salesian đang sự thực hiện sứ mạng như những linh mục, như những tu sĩ, linh mục, sư huynh, vân vân. Và cũng cho tất cả anh chị em chúng ta, những người đã sống và thừa hưởng nền giáo dục của Don Bosco, tất cả đều bắt đầu từ cõi lòng hết. Tất cả đều bắt đầu từ tinh thần gia đình. Tất cả đều được thông chia để chúng ta thực sự là anh chị em với nhau. Với tâm tình đó, nguyện chúc toàn thể đại gia đình chúng ta đang hiện diện hôm nay, cho tỉnh dòng Salesian Việt Nam Mongolia hôm nay có được tinh thần truyền giáo bằng giáo dục và giáo dục trong
việc truyền giáo. Để như thế chúng ta sẽ biến đổi một cuộc sống mới cho giới trẻ này. Nếu chúng ta đến nhà nguyện Pinaki, nhà nguyện đầu tiên của Đông Bosco tại Ban Độc Cổ, chúng ta sẽ thấy cái hình ảnh trung tâm của tư tưởng Đông Bosco, rồi sau này thu hội diễn tả tại Colle Đông Bosco, đền thờ của Đông Bosco, đó là gì? Bí thánh thể là trung tâm cuộc sống, và cuộc sống này phải dẫn tới ngày khải hoàn của Đức Kitô phục sinh. Và sự khải hoàn vinh hiển của chúng ta chính là trong lòng giáo hội. Đây là tư tưởng Đông Bosco, và đây cũng là cái ý hướng truyền giáo của chúng ta hôm nay. Nguyện xin Chúa cho chúng ta có được con tim này. Chúng ta dấn thân mỗi người, mỗi hoàn cảnh, mỗi người trong môi trường của mình, lo cho sứ mạng truyền giáo bằng giáo dục, bằng cõi lòng, để rồi chúng ta được hưởng sự sống mới trong Đức Kitô phục sinh, và giới trẻ cũng được hưởng sự sống mới trong Đức Kitô phục sinh như vậy.